huyện Nghi Xuân vừa phối hợp với Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa theo hướng hữu cơ và xử lý phụ phẩm nông nghiệp làm phân hữu cơ. Tham gia lớp tập huấn là đội ngũ cán bộ kỹ thuật Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện, công chức nông nghiệp, cán bộ khuyến nông xã, các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp cùng các hộ nông dân điển hình trong sản xuất nông nghiệp. Tại lớp tập huấn, học viên được trang bị kiến thức về nông nghiệp hữu cơ và kỹ thuật canh tác lúa theo hướng hữu cơ, nguyên tắc sản xuất nông nghiệp hữu cơ, các chất được phép sử dụng trong sản xuất hữu cơ, chuyển đổi đất sản xuất, chứng nhận sản phẩm hữu cơ, ghi nhãn bảo quản và vận chuyển, ghi chép, lưu giữ hồ sơ, truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm, quy trình sản xuất lúa hữu cơ.